nha. Thấy con chạy ảo nhé, con chạy lên đây rồi. Alo bạn, mấy con kiến đi hết rồi. Còn ở trong này có là con một con rắn tham hỏi sức khỏe nha. Ở đây có một con rắn tham hỏi sức khỏe nha. Cùng nhau kéo cái này. Có thể thôi dưới được Yeah.
Ra đi, chết rồi. No, ở đâu nhỉ? Hả? Chưa Hải. Chưa được chưa? Chưa được mười, mười các quan ra viết khuôn nữa. Viết khuôn làm gì? Thằng chó này. À, thằng ông khẽ này. Thank you.
chưa? Ra khỏi trái đất. Con đằng sau nó cũng mổ hoan bút ở buôn con kia kia thôi. Không phải là xin dưới đất xuống đi. Cái này ô chưa? Ấy. Trời mưa rồi, mưa rồi. Ừ. Ôi. Ôi ơi, cái đinh chọc vào chân tôi đó. À, cái đinh chọc rất trùng. Rất trùng luôn. Không phải nói đúng đâu. Lộn. Này. Nào, lấy. No. Chiu đây. Chiu ở đâu? Chiu ở đâu? Quan ở đâu? Để anh chú đó, chú đi. Tay anh thôi. Na cái này nó dài bằng nữa. Vẫn mang giống như anh nè. Quỳnh, sớm thì hắn đã biết chưa ra. Bác kẹ ơi, đây đây. Mông bác kẹ nó. Cẩn thận nó, đồ vô đi. Băng như thế này hả? Đâu? Buồn ngủ quá, ngủ bạc đây à. Ơ, bác áo thì như thế. Hóa là tốt. Bác áo thì như thế. Dài nha. Ờ, thế dài quá. Ra tù luôn. Thầy ơi. Rồi sao mà đã rồi. Hơi ớ. 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 Bằng nhau mà. Dài bằng nhau. Nó qua đi thì hơi ớ. Hơi ớ. Hơi ớ. Quay thành hình vòng. Ôi dồi, lùi sang bên này đi. Được chưa? Được rồi. Được rồi.
thì ba cùng khoai, qua cùng khoai cộng ba táo thì đẹp. Rồi. Video hàng chất lượng. Thôi đi về.
xuống đây, xuống đây. Thời qua là cho khác. Ra ở đâu? Cháu ra đây. Cháu ra đây này. Nhiều quá. Đúng rồi đây. Được. Được. Tôi ra ăn. Bác không vào đi. Tôi giảm. Để con đi làm cái bạn đi. Đây, mang đi, bỏ cho nó ăn đi. Lấy nhiều mà, con vịt nó tí lại về lấy con thú. Đây.
qua đi 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 quán đi mua đủ nhá, móng nhái nhá, móng vai nhá. Đi mua đi, bác ở nhà nấu cơm. Đi mua đủ đi. Cây đào à? Ủa, có. Rồi, có cái bóng bay to thế này cất ở đây. Còn bóng bay nhỏ thì thôi nó phát bụp. Ôi. Ôi 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 ôi. Kia xem nào. Thử xa quá. Trời đâu, hủ hủ bát đi, bát gà mổ đi. Ôi giời ơi, đầy đèn nó nháy á. Hình rồi đây. Đào đi, bác ở nhà thổi cho. Ờ, bác ở nhà thổi đi. Đi lấy cây đào, đi lấy cây đào. Không đào đâu. Còn gì nữa đâu mà khóc quá. Sợ. Thì người ta đứt chân anh rồi đấy. Rồi sao? Rồi sao? Đây quăng vứt đi. Ông Đà Lạt. Rồi thêm quả bóng. Đưa bóng anh. Ôi, mẹ đào thế.
ăn quá. Sợ nó nhổ phát ra mồm vớ. Ê. Nó xong cây đó toàn gai là gai thế này thì nó sao có hơi thở. Ơ, thú rồi, nghe thấy tiếng gió. Đây. Thú trâu quá. Đấy, quả bóng mini của thằng ấy. Tinh 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 tinh. Không biết buộc cái này mà. Con biết buộc đây. Con biết buộc. Lông ngoại. Trời đất ơi. Đồ không biết. Tí lại mua bóng bay mới rồi. Nhưng mà lại vẫn đổ. Rồi. Đồ này đổ không bác? Bác. Để vào bộ chỗ này có đồ không? Bộ. Ta giật bác. Ah!
Ba ăn hết con này. Đất. Mơ lên để bắt bụng to lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ngon. Có ai rồi? Nó không cất lên nè. Lao của bố ạ. Cất lên. Có ai nè. Ủa, hạt thanh. Ăn tiết, hôm nay ăn tiết mà. Ở 3 ngày rồi. Úi, hình như bố lấy cây cái gì. Về để ăn tiết. Anh cho con lấy hết bằng bay này. Thôi. Nó vào mặn đau lắm. Vào mặn